Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ giải tiếp đề thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. Chúng ta sẽ làm phần 6 La Mã. Hãy xác định cái từ gạch dưới hoặc cái cụm từ ABC hoặc D, cái mà cần sửa lỗi sai, cần làm đúng nè, sau đó làm đúng ha. Có nghĩa là họ yêu cầu chúng ta hai cái nha các bạn. Ở đây đặc biệt hơn là chúng ta phải tìm lỗi sai, là tìm cái mistake, và chúng ta correction là sửa nó luôn thì nó mới đúng. Rồi bây giờ chúng ta làm câu số 1. She would come to see you if. Rồi các bạn thấy chữ if thì chú ý nha. Rồi đây là đặc biệt, từ đặc biệt. She has your address. Dịch sơ nha. Cô ấy sẽ đến thăm bạn nếu cô ấy có địa chỉ của bạn. Rồi, đây chính là câu if rồi. Người ta gặp cái chữ if ha. Thì if này đúng, chúng ta dịch nó theo nghĩa chúng ta thấy nó đúng. Rồi bây giờ would come. Câu if mà các bạn thấy từ would cộng với 1 thì hồi nãy đã trình bày với các bạn ở video trước đó này, chính là if loại 2. Thì would come thì phía sau phải là thì quá khứ ở đây. If loại 2 là vậy các bạn ha. Phía trước là dùng thì phía trước là dùng would could, còn phía sau dùng quá khứ hoặc ngược lại. Rồi vậy chúng ta có lỗi là has nè. Chúng ta sửa thành had. Rồi. Rồi một câu. Bây giờ chúng ta qua câu số 2. You should starting your jobs as soon as possible. Các bạn thấy should starting không? Đấy, rất là vô duyên ha. Câu này sai rất là rõ ràng luôn các bạn. Rồi, vậy thì chúng ta lỗi là start. Bởi vì modal verb ha, thì phải cộng verb 1, should start nha. Nó không phải should starting. Rồi. Bây giờ câu 38. I saw the man, the woman, and the castle which went to the field. Rồi, chúng ta thấy nè, có chữ which. Thì đó chính là đại từ quan hệ ha. Rồi chúng ta xem coi có thấy không nha. Có nhận ra hay không? Tôi thấy những người đàn ông, những người phụ nữ và castle là gia súc và đàn gia súc. Cái mà đi đến cánh đồng. Rồi, để kiểm tra lại từ gia súc ha các bạn. Castle hay là cattle. Chúng ta sử dụng từ điển nha. Nhiều khi do lỗi đến máy. Rồi chúng ta có castle, a large strong building. Rồi đây chính là lâu đài. Bây giờ chúng ta tra từ này thử nha. Cattle, cows and bulls, trâu và bò. Cái mà được giữ trong, được nuôi để lấy sữa và thịt. Rồi cattle. Chữ này là cattle. Rồi cái mà đi đến cánh đồng. Rồi các bạn lưu ý nè. Đây tôi thấy người, người và vật. Thì không dùng chữ which nha. Câu này các bạn lưu ý. Người, người, vật. Có nghĩa là cái chữ này nè, đại từ quan hệ này thay thế cho một cái sự hỗn hợp của người và vật, rất nhiều thứ. Thì chúng ta không dùng which. Which chỉ là một cái thôi, được xác định cho một cái thôi. Chúng ta dùng lỗi là which sửa thành that nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta làm câu số 4. Cả chị của tôi và anh của tôi thích xem nhạc trong buổi tối. Rồi, để chúng ta coi cái câu đó sai nha. Cả nè, chị của tôi và anh của tôi. Thì cái này là chủ ngữ nha. Cái này chủ ngữ nè. Cả chị lẫn anh. Rồi, để gặp chữ động từ thì mình phải xem chủ ngữ. Thì động từ này là số ít nè. Mà chủ ngữ câu của mình là số nhiều. Cả hai người. Nên
chỗ này là sai, mình phải sử dụng động từ số nhiều. Rồi chúng ta bỏ s đi, enjoy, sửa lại thành enjoy. Bây giờ câu số 5, Lin asked Young nếu cô ấy, rồi có nếu tiếp các bạn. Lin yêu cầu Young nếu ha, rồi nếu đây, cô ấy sẽ đến buổi tiệc vào cái ngày, buổi họp, cuộc họp vào cái ngày following day. Thì câu này các bạn có thể sử dụng như if cũng được nè ha, hoặc là các bạn có thể suy nghĩ nó theo là câu đây chính là câu tường thuật nha các bạn. The following day chính là tường thuật của tomorrow á, mà tomorrow thì là ta dùng will, mà tường thuật thì chúng ta phải chuyển lùi thì, chúng ta phải lùi thành từ would. Rồi lỗi chúng ta ở đây là will come, sửa lại là would không, vì đây chính là câu if loại 2 hoặc câu tường thuật có thì tương lai. Rồi vậy chúng ta đã xong cái phần sửa lỗi sai của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong muốn ủng hộ kênh các bạn. Hẹn gặp các bạn ở phần tiếp theo, chúng ta phải làm phần đọc hiểu. Rồi xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.